Xin chào tất cả các bạn. Chị đến từ team học văn chị Hiền và trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn ôn tập lại các mảng kiến thức chính, trọng tâm trong chương trình tiếng Việt và các phương pháp làm bài văn trong phần tập làm văn để chúng ta có được một kỳ thi khảo sát đầu năm lớp 9 thật là thành công và thật là thuận lợi nhé. Xin chào các bạn nhỏ đầu tiên. Các em ơi, bạn nào đã lên xem cùng với chị rồi, hãy chuẩn bị vở, bút để chúng ta ghi chép lại những nội dung ôn tập ngày hôm nay và đừng quên chia sẻ để cùng các bạn của mình học tập và ôn tập cho kỳ thi khảo sát đầu năm nhé. Xin chào Mai Vương. Xin chào Thảo. Xin chào các em. Bạn nào lên rồi thì gửi lời chào đến chị để chị biết nhé, được không nào? Trong buổi ngày hôm trước thì chị Hiên đã cùng với chúng mình ôn tập gọi là khảo sát qua cho chúng mình về cái lộ trình học về các tác phẩm trong chương trình lớp 9 rồi. Thì trong buổi học ngày hôm nay, để giúp các bạn, hỗ trợ các bạn ôn tập cho kỳ thi khảo sát đầu năm, thì chị có chuẩn bị những phần kiến thức để cùng với các bạn ôn tập về các mảng kiến thức tiếng Việt và tập làm văn các em nhé. Xin chào Trang, xin chào Duy, xin chào Công Thịnh. Rồi các bạn lên rất là đúng giờ đúng không? Như đã hẹn cùng với các bạn thì ngày hôm nay bây giờ đây thì chị sẽ cùng với các em ôn tập lại những cái mảng kiến thức mà các em còn thắc mắc nhé. Và các em cũng đừng ngại ngần để lại những phần mà mình còn chưa rõ, những phần mà muốn chị cùng với các em ôn tập lại để chị biết được trong phần bình luận nhé, được không nào? Xin chào Lan Vũ. Như một cái phần bài đăng khảo sát nho nhỏ trong ở trên fanpage học văn chị Hiên trong một cơ sở thì chị biết được rằng là có nhiều bạn chưa thi khảo sát đầu năm đúng không, và chị cũng chưa rõ lắm về những cái đề cương mà các em được ôn tập. Tuy nhiên thì chị hôm nay sẽ cùng ôn tập với các bạn theo hướng là chúng ta sẽ soát lại các cái mảng kiến thức chính của phần tiếng Việt và phần tập làm văn trong chương trình lớp 8 nhé, được không? Và các em ơi, đừng nghĩ là những cái phần kiến thức đấy là chúng ta học xong rồi chúng ta để đấy đâu nhá, hay là chúng ta học để thi xong rồi chúng ta để đấy đâu, mà tất cả những mảng kiến thức đó đều liên quan đến quá trình học của chúng ta sau này, không chỉ trong các kỳ thi mà còn ở các cấp học cao hơn và cả sau này chúng ta ứng dụng vào cuộc sống nữa. Đúng rồi. Xin chào Hiệp Bích. Bình An ơi, ở trên fanpage học văn chị Hiên thì anh chị chỉ chuyên chú về môn văn thôi nhá, được không em? Còn các tài liệu khác thì em có thể tham gia các nhóm học tập. Trên đó các bạn và các anh chị khác cũng chia sẻ rất nhiều những tài liệu phong phú về tất cả các môn, thì em có thể tham khảo ở trên group, ví dụ như là 2K6 quyết tâm đậu cấp 3, ví dụ như vậy. Nếu như em thắc mắc và em muốn tham gia những group như vậy thì em có thể nhắn tin về fanpage để anh chị hỗ trợ nhá, được không nào? Còn ở trên trang này thì anh chị chủ yếu tập trung vào tài liệu môn văn, được không nào? Được không? Rồi ok. Giống như là chị đã ghi ở trên đây về tiêu đề của buổi học ngày hôm nay cùng với chúng mình, bao gồm hai phần. Thứ nhất là phần tiếng Việt và phần tập làm văn, được không nào? Về phần tiếng Việt thì chị sẽ cùng với các bạn soát lại các cái mảng kiến thức lớn, từ biện pháp tu từ này, đến các phương châm hội thoại, rồi các kiểu câu mà các em hay sử dụng và các em đã được học trong chương trình lớp 8, để chúng ta có thể sử dụng trong phần chúng ta thi nhá, được không? Chưa nghe gì về thi khảo sát đầu năm à? Thật ra thì tùy các trường, tùy các sở giáo dục khác nhau thì các em sẽ có những cái kỳ thi khác nhau. Tuy nhiên thì để chúng ta chuẩn bị tốt cho năm học thì chị cũng mong muốn là dù các em có thi hay không thì cũng hãy cùng với chị soát lại những cái kiến thức chúng ta đã học để chúng ta áp dụng được vào chương trình tới đây chúng ta học lớp 9 này, và cả trong chương trình chúng ta thi vào cấp 3, rồi là chương trình cấp 3 nữa, vân vân. Tất cả đây đều là những kiến thức rất là quan trọng và trọng tâm nhé. Xin chào Thảo Vân. Được không nào? Đó. Vậy thì như thế này nhá, các bạn cùng hiểu với chị. Trong buổi học ngày hôm nay không chỉ là ôn thi cho các bạn khảo sát, các bạn có kỳ thi khảo sát đầu năm, mà là cùng với chị chúng ta ôn tập lại các mảng kiến thức tiếng Việt và tập làm văn đã được học trong chương trình lớp 8 nhá, được không? Rồi ok. Và các em ơi, nhanh chóng chia sẻ cùng với chị nhá, nhanh chóng chia sẻ giúp chị phần phát trực tiếp này để nhiều bạn biết đến này. Và sau đó thì các em có thể inbox về cho fanpage để nhận những cái phần tài liệu ôn tập
tổng quát về chương trình ngữ văn lớp 8 để chúng ta có thể vững bước vào chương trình ngữ văn lớp 9. Và các em cũng có thể chia sẻ để tham gia vào group học tập cùng với chị về ôn tập chương trình ngữ văn lớp 9. Ở trong đó thì chị cũng đã cùng với các bạn ôn tập về các mảng kiến thức chuyên đề, về cả văn bản Nhật dụng và đang học về văn bản tác phẩm trung đại nữa, được không? Cho nên là các em ơi, chia sẻ phần video phát trực tiếp này giúp chị nhé. Kiến thức về các văn bản thì ở buổi hôm trước chị Hiên đã cùng với chúng mình khái quát về lộ trình học của các văn bản lớp 9 rồi, được không? Còn trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay, chị sẽ trọng tâm về phần kiến thức tiếng Việt và tập làm văn. Rồi, ok. Vậy thì không chần chừ gì nữa nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào luôn ôn tập cùng với chị, tiết kiệm thời gian cùng với chúng mình. Về phần tiếng Việt này, như chị vừa mới nói là chúng ta sẽ cùng soát các cái mảng kiến thức chính trọng tâm. Thứ nhất là các em nhớ ghi nhớ giúp chị về các biện pháp tu từ nhá. Được không? Về các biện pháp tu từ. Đó, về các biện pháp tu từ thì như bạn nào đã theo dõi thì cũng đã được up một chiếc video ở trên fanpage rồi về các biện pháp tu từ chính. Và đây chính là cái bảng mà chị đã cùng thống kê với các bạn. Các em có nhìn rõ không? Đó, thống kê cùng với các bạn về các biện pháp tu từ. Và bảng này, quá trình chị làm bảng này cũng đã được gọi là chỉnh sửa thành một cái video và up trên fanpage rồi. Bạn nào có theo dõi thì em đã nắm được những biện pháp tu từ chính, được không? Tuy nhiên, ở trong phần biện pháp tu từ này thì là chưa đủ. Vẫn còn một số những biện pháp mà các em được học trong chương trình lớp 8 nữa. Và bên cạnh đó thì nhiều bạn bày tỏ cái băn khoăn là em chưa phân biệt được ẩn dụ và hoán dụ, được không? Em chưa phân biệt ẩn dụ và hoán dụ. Thì nếu bạn nào theo dõi kênh TikTok rồi thì chị cũng đã làm một video để giúp các bạn có hai mẹo để chúng ta phân biệt ẩn dụ và hoán dụ. Đó, thì đây, thì trong khi mà đợi các bạn vào xem đông hơn để hoàn thiện cái bảng này cùng với chị, thì chị sẽ nói lại qua cái cách để chúng ta phân biệt ẩn dụ và hoán dụ nhá. Được không? Cách để chúng ta phân biệt ẩn dụ và hoán dụ. Các em còn nhớ không? Chị đã nêu cho chúng ta hai cái mẹo rồi. Đó là thứ nhất là chúng ta dựa vào bản chất, được không? Thứ nhất chúng ta sẽ dựa vào cái bản chất của hai phép này. Đây. Đó. Về bản chất nhá, thì phép ẩn dụ được coi như là một phép so sánh ngầm. Bởi vậy cho nên là chúng ta có thể khôi phục được mối quan hệ giữa hai đối tượng A và B bằng từ như. Có nghĩa là trong phép ẩn dụ và hoán dụ thì đều giống nhau ở chỗ là một trong hai đối tượng sẽ bị ẩn đi và chỉ sử dụng một đối tượng được nêu lên ở trong câu thơ hay trong câu văn đấy thôi. Tuy nhiên thì ở trong phép ẩn dụ nhá, chúng ta có thể khôi phục được mối quan hệ giữa hai đối tượng đấy bằng từ như, bởi vì thực chất nó là một phép so sánh ngầm. Đó, bởi vậy là ví dụ trong câu nhá, thuyền về có nhớ bến chăng, thì chúng ta xác định được này, thuyền là ẩn dụ cho anh, bến là ẩn dụ cho em. Hay là chúng ta chưa biết đấy là ẩn dụ hay hoán dụ thì chúng ta liên tưởng được là thuyền thì liên quan đến anh, bến thì chúng ta gợi nhớ về người em, có nghĩa là người phụ nữ ở trong tình yêu. Và bến nhớ thuyền chúng ta có thể khôi phục được là như em nhớ anh. Đó, có thể dùng một từ như để nói lên mối quan hệ giữa hai đối tượng A và B này. Cho nên đây sẽ là phép ẩn dụ nhá, được không? Còn đối với phép hoán dụ thì chúng ta không thể sử dụng từ như để nêu lên mối quan hệ giữa hai cái đối tượng đấy được. Chị lấy ví dụ trong câu miền Nam mong bác nỗi mong cha. À, chúng ta thấy được là miền Nam ở đây không phải là địa danh một cái vùng địa lý là miền Nam nước ta, mà chúng ta liên hệ được đến, chúng ta liên tưởng được đến, đây chính là đang muốn nói đến các đang muốn nói đến nhân dân miền Nam, đồng bào miền Nam có tấm lòng đang nhớ thương đến bác, đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta xác định được đối tượng B mà được thể hiện ở trong câu thơ này chính là miền Nam. Nhưng mà miền Nam là đại diện cho gì ạ? Cho người miền Nam, chính là đối tượng A bị ẩn đi. Nhưng mà chúng ta không thể so sánh là miền Nam như người miền Nam được, đúng không? Không thể xác lập một cái mối quan hệ bằng từ như thế được. Thì ở đây không phải là một phép so sánh ngầm, và chúng ta xác định được đây không phải là ẩn dụ mà sẽ là hoán dụ. Đó, các em hiểu hơn chưa? Nhá. Được không nào? Khi mà chúng ta, đó là mẹo đầu tiên để chúng ta xác định ẩn dụ và hoán dụ. Mẹo thứ hai là các em sẽ phải ghi nhớ nhiều hơn một chút xíu. Đó là chúng ta ghi nhớ được những cái phần, những cái phân loại cụ thể ở trong từng phép này. Trong phần ẩn dụ thì có
bốn loại ẩn dụ là ẩn dụ hình thức, ẩn dụ cách thức, ẩn dụ phẩm chất, ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Còn trong hoán dụ thì cũng có bốn loại. Đó, tương tự là các em phải liệt kê ra được, các em nhớ được. Và khi mà chúng ta đối diện với một câu thơ và trong đấy có một biện pháp mà chúng ta đang băn khoăn không biết đó là ẩn dụ hay là hoán dụ thì các em hãy thử xác định nhá. Hãy soát lần lượt từng loại này một xem là nó thuộc loại nào và từ loại đó thì nằm trong phép nào. Ví dụ trong câu nhá, bàn tay ta làm nên tất cả. Chúng ta thấy được ở đây có dấu hiệu của một biện pháp mà chúng ta chưa biết được bàn tay ta ở đây là ẩn dụ hay là hoán dụ. À vậy thì chúng ta hãy thử đầu tiên là đặt xem là đây có phải là có mối liên hệ với một đối tượng khác dựa trên sự giống nhau về hình thức hay không, hay là dựa trên sự giống nhau về cách thức hay không, hay giống nhau về phẩm chất hay không, hay là giống nhau về chuyển đổi cảm giác hay không, đúng không? Nếu chúng ta thấy nó không phù hợp trong cả bốn phần này, bắt đầu soát tiếp sang phần hoán dụ. À, chúng ta thấy ở đây có sự phù hợp là bàn tay ta là một bộ phận của con người, đúng không? Là một bộ phận của con người, nhưng ở đây là muốn chỉ là toàn bộ con người chúng ta, là con người có thể làm được tất cả nếu như mà chúng ta quyết tâm, chúng ta cố gắng, chúng ta kiên trì. Vậy nên là ở đây để khẳng định được cái tiềm năng, sức mạnh của con người có thể làm nên tất cả và dùng bàn tay là một hình ảnh, là một bộ phận để gọi toàn thể. Vậy nên chúng ta xác định được đây thuộc dạng hoán dụ. Đó, có nghĩa là chúng ta sẽ phải nắm được những cái phần phân loại của từng biện pháp này để chúng ta phân biệt hai biện pháp này nhá. Được không? Được không? Nhá. Đó. À, xin chào các bạn mới vào. Rồi, ok. Đó, chị đã nói kỹ hơn về cách chúng ta phân biệt biện pháp ẩn dụ và hoán dụ. Nếu như mà các bạn nào bảo là em đâu có học phần này trong chương trình tiếng Việt lớp 8 đâu, thế tại sao vẫn phải ôn tập? Thì chị muốn nhắc lại cho chúng mình là xuyên suốt toàn bộ chúng ta, quá trình chúng ta học các tác phẩm văn học, các văn bản văn học thì đều vận dụng quá trình chúng ta phân tích các biện pháp tu từ trong văn bản đó để chúng ta hiểu được nội dung, đặc sắc nghệ thuật của văn bản, đúng không? Cho nên là phần kiến thức tiếng Việt về các biện pháp tu từ không chỉ là kiến thức tiếng Việt độc lập mà nó còn liên quan đến rất nhiều những mảng kiến thức khác, cả về văn bản văn học và cả về cách chúng ta làm một bài tập làm văn nữa, về cảm thụ văn học này, hay là về nghị luận về một đoạn thơ hay một đoạn trích, một nhân vật, vân vân. Đó, cho nên là các em không được bỏ quên phần kiến thức này nhá, mà cần phải ghi nhớ giúp chị. Và như chị vừa mới thông báo với chúng mình, đó là trong cái bảng mà chị đã đăng phần video lên ý, thì ở đó nó chưa đủ về các biện pháp tu từ, được không? Có những biện pháp nữa các em cũng học ở trong chương trình lớp 8 nữa cơ. Thứ nhất nhá, các em ghi nhớ giúp chị này. Và các em cũng lập một cái bảng như này giúp chị, gồm có 1, 2, 3, 4, 5 cột như thế này. Ở đây thì nó hơi nhìn hơi khó nhỉ. Đó, các em nhìn rõ chưa? Nhìn rõ toàn thể cái bảng này chưa? Đó, và phần quan trọng nhất nhá là phần tác dụng và ví dụ giúp chị. Bởi vì sao? Bởi vì phần này nó mang tính thực tế rất là nhiều, cho nên là nếu như mà các em không có ví dụ thì các em rất khó hình dung, rất khó để có thể áp dụng vào các văn bản khác, các tác phẩm khác, các đoạn trích khác, các hình ảnh khác. Cho nên là lập cho chị một cái bảng như thế này nhá. Và ở đây chị đã cùng với các bạn thống kê này về biện pháp so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ. Tuy nhiên thì công việc của các em đó chính là chúng ta sẽ bổ sung tiếp vào bảng này giúp chị về các biện pháp. Thứ nhất là các em đã được học trong chương trình lớp 8 là biện pháp gì nhỉ? Biện pháp tu từ nói quá này. Được không? Thứ hai là biện pháp nói giảm nói tránh này. Đó. Tiếp tục. Chơi chữ này. Được không? Và biện pháp liệt kê. Được chưa nào? Nhá. Rồi ok, xin chào các bạn vừa mới vào. Công việc của các bạn bây giờ sẽ tiếp tục bổ sung vào bảng này giúp chị. Chị lấy ví dụ nhá, biện pháp nói quá. Nào, biện pháp nói quá cùng với chị nào. Biện pháp nói quá thì tên chúng ta phải nhớ được nhá, tên là biện pháp nói quá. Bên cạnh đấy thì biện pháp này cũng có những cái tên khác, ví dụ như là khoa trương này, thậm xưng này, phóng đại này, cường điệu hay là ngoa ngữ. Đó, về định nghĩa này thì chúng ta biết được rằng là nói quá là khi nào? Là khi mà người ta phóng đại về mức độ, về quy mô hoặc là tính chất của một sự vật, một đối tượng nào đấy. Được không? Phóng đại nhá, từ khóa về định nghĩa của biện pháp nói quá đó là phóng đại về mức độ hoặc là về quy mô hoặc về tính chất, nói chung là về một cái đặc điểm nào đấy của một sự vật.
Được chưa? Và về dấu hiệu nhá, thì chúng ta sẽ nhận biết biện pháp nói quá qua việc là chúng ta thấy được đối tượng đấy được nói đến, nhưng mà đặc điểm của nó được phóng đại lên, không giống như đời thực mà được nói quá lên, phóng đại lên. Còn về tác dụng thì biện pháp nói quá dùng để làm gì nhỉ? Tác dụng của nó là để nhấn mạnh và gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm cho đối tượng mà chúng ta đang miêu tả. Nếu như mà chúng ta chỉ nói đối tượng đấy với những đặc điểm bình thường của nó thì hết sức bình thường thôi, đúng không? Không có gì để chú ý hết. Nhưng mà khi chúng ta nói quá lên, phóng đại nó lên thì sẽ giúp cho người đọc tập trung vào đối tượng đấy nhiều hơn, và tác dụng tất nhiên là để nhấn mạnh và gây ấn tượng về tăng sức biểu cảm rồi, đúng không? Đó nhá. Đó là về ví dụ biện pháp nói quá. Còn về ví dụ này, ví dụ của biện pháp nói quá chúng ta có thể gặp ở trong các cái câu ca dao, ví dụ như là bao giờ dao diếp làm đình, gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta. À, trong câu đó nhá, bao giờ dao diếp làm đình thì chúng ta hình dung là hình ảnh dao diếp với một loại loại cây, một loại rau thôi thì làm sao có thể sử dụng làm nguyên liệu để làm đình, làm chùa được, đúng không? Hay là gỗ lim thái ghém thì gỗ lim là kiểu chất, bản chất là gỗ thì nó không thể sắc bén giống như dao để có thể thái ghém được. Qua đấy người ta đang muốn nói quá về đặc điểm của dao diếp này, đặc điểm của gỗ lim, và muốn nhấn mạnh rằng cái quãng thời gian để mình lấy ta được thì sẽ rất là dài và gần như là không thể. Để người ta nói quá lên cái quãng thời gian đấy, được không? Nhá. Ví dụ như vậy, hay là với biện pháp nói giảm nói tránh. Với biện pháp nói giảm nói tránh nhá, thì các em này, các em có thể ghi tốc ký, ghi nhanh để có thể ngay lúc này hoàn thiện cùng với chị bảng này luôn này. Ví dụ nhá, tên là biện pháp nói giảm nói tránh, thấy chưa? Định nghĩa là gì nhỉ? Diễn đạt một đối tượng hay là về một sự vật, sự việc bằng cách tế nhị và uyển chuyển. Được chưa? Định nghĩa là như thế nhá. Diễn đạt đặc điểm của một sự vật hay một hiện tượng, một đối tượng bằng cách tế nhị và uyển chuyển hơn. Còn về tác dụng của biện pháp nói giảm nói giảm nói tránh này là gì nhở? Khi mà chúng ta muốn nhắc đến những cái việc đau lòng, đau buồn nhưng chúng ta muốn giảm cái điều đấy đi. Cho nên là tác dụng của biện pháp nói giảm nói tránh là để tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ, hay là để giữ được cái sự lịch sự tế nhị trong cái lời ăn tiếng nói của mình. Ok không nào? Đó nhá. Đây chị sẽ kéo cái camera xuống gần hơn một chút xíu. Được không? Các em hiểu ý chị không? Các em hiểu ý chị không nào? Đó. Còn về ví dụ thì các em nhớ cho chị một câu thơ như thế này nhá, của nhà thơ Tố Hữu này. Bác đã đi rồi, sao bác ơi? À, vậy là từ đi là biện pháp nói giảm nói tránh, là đây là nhắc đến việc mà bác Hồ đã ra đi, bác Hồ đã mất. Nhưng mà trong câu thơ này, bác đã đi rồi, sao bác ơi? Người đọc vẫn hiểu được, à đây là nhà thơ đang muốn nói đến sự mất mát, hy sinh. Nhưng mà dùng từ đi để thay cho từ chết hay là thay cho từ mất thì nó giúp cho sắc thái của câu thơ tế nhị hơn, giảm sự đau lòng hơn, nhưng mà người đọc vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Ok không nào? Nhá. Đó, chị đã cùng với các bạn lấy ví dụ về nói quá hay là nói giảm nói tránh rồi, hay là biện pháp chơi chữ đi, biện pháp chơi chữ nhá. Thì tên là biện pháp chơi chữ rồi này. Về định nghĩa thì biện pháp chơi chữ là khi mà người ta lợi dụng đặc sắc về âm hay là về nghĩa của từ để tạo ra sắc thái dí dỏm hài hước. À, vậy là tác dụng của biện pháp chơi chữ là tạo ra sắc thái dí dỏm và hài hước. Các em cứ nhớ đến câu là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. À, vậy là ở đây đã lợi dụng đặc sắc cái sự tương đồng từ đồng âm, đúng không? Về chín là số lượng, một nghề cho chín thì chín ở đấy là về tính chất, là sự chín muồi ấy, là sự chín chắn, là sự thành thạo. Còn hơn chín nghề thì từ chín thứ hai chính là về số lượng, có nghĩa là ý muốn nói ở đây là khuyên chúng ta làm một nghề nhưng mà cho vững, cho chắc chắn, cho thành thạo, cho thật là tốt đi, còn hơn là chúng ta làm nhiều nghề mà không đi đến đâu cả. Hiểu ý chị không? Đó thì đấy cũng là một ví dụ cho biện pháp chơi chữ hay là biện pháp liệt kê để các em tự hoàn thiện giúp chị nhá. Chị đã cùng với các bạn này ôn tập tất cả các biện pháp tu từ rồi đấy trong buổi học ngày hôm nay. Hết so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, nói quá, đây, nói quá, nói giảm, nói tránh, chơi chữ, liệt kê. Đây là tất cả những biện pháp tu từ mà các em cần phải chú ý giúp chị. Được không nào? Không chỉ chú ý trong phần mà chúng ta ôn tập về tiếng Việt mà còn phải chú ý khi mà các em cảm thụ bất cứ một văn bản nào, không chỉ là thơ hay là trong các văn bản văn xuôi thì vẫn có các biện pháp, ví dụ như là liệt kê hay là điệp từ, điệp ngữ. Đấy, cho nên là các em phải chú ý giúp chị nhá. Được không? Được không nào? À, chơi chữ thì như chị vừa mới nói đấy, định nghĩa về chơi chữ chính là một biện pháp khi mà người ta lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ.
Và các em cứ áp dụng vào một ví dụ cụ thể thì các em sẽ hiểu được thôi. Một nghề cho 9 còn hơn 9 nghề, giống như vừa rồi chị vừa mới phân tích đấy. Được không nào? Nhá. Thì bây giờ chị đã có thể đi bước qua phần biện pháp tu từ được chưa? Các em hiểu ý chị chưa? Và một lát nữa khi đến với phần tập làm văn, chúng ta sẽ quay trở lại với phần này với cách làm của dạng bài cảm thụ văn học hay là phân tích đặc sắc của một biện pháp tu từ nào đấy. Chị sẽ cùng với các bạn triển khai những cái dàn ý để các em nắm được cách làm để chúng ta áp dụng vào trong bài thi nhá. Được không? Được không nào? Được chưa? Thế bây giờ chị bước sang phần kiến thức tiếp theo được không? Các bạn đã nắm được phần này chưa nào? Ok không? Bạn nào còn chưa rõ về phần bảng này nhá, các em có thể xem lại ở trên fanpage chị đã đăng công khai cái phần video đấy rồi. Thì các em có thể xem và phần nào các em cần ghi chép, các em có thể dừng cái video đấy lại và các em chép lại cũng được. Được không? Nhá. Quan trọng là chị muốn các bạn hiểu được cách chúng ta ôn tập là chúng ta kẻ bảng ra. Đây cũng là một cái biện pháp để chúng ta ghi chép hiệu quả. Chúng ta khái quát lại kiến thức một cách có hệ thống và kẻ bảng ra sẽ giúp các em dễ nhớ hơn, các em dễ hình dung được kiến thức hơn thay vì là chúng ta viết 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 viết, viết hàng loạt ra như vậy thì rất khó nhá. Rồi, ok. Được không nào? Nhá. Rồi, vậy là cùng với chị chúng ta đã soát qua về các biện pháp tu từ rồi này. Mảng kiến thức thứ hai chị muốn các bạn nắm được mà chị cũng thấy về một số đề của các trường, đó là thi về các phương châm hội thoại. Về các phương châm hội thoại ấy, thì các em ơi, chị nhớ không nhầm thì các bạn sẽ học với mảng kiến thức này vào phần kỳ 2 lớp 8 đúng không? Về các phương châm hội thoại ấy, các em còn nhớ gì về kiến thức này không? Các em còn nhớ gì về mảng kiến thức phương châm hội thoại không? Có mấy loại phương châm hội thoại này, có nghĩa là khi chúng ta hội thoại chúng ta phải tuân thủ mấy phương châm và đặc điểm của từng phương châm đấy, các em chỉ cần nói cho chị một từ khóa của từng phương châm đấy thôi là cũng đã biết được các bạn có nắm được hay không rồi. Được không? Các em còn nhớ gì về mảng kiến thức này không? Tương tác cho chị biết nào. Có mấy loại phương châm hội thoại nhỉ? Ô, học kỳ 1 kiến thức lớp 9 à? Ô, vậy sao? Bởi vì nhá, chị nhớ là chị có xem phần mục lục của các sách giáo khoa rồi này. Đó. À, thế à? Thế là chị nhầm à? Chị cứ nghĩ lớp 8 các em học rồi. Nhưng mà không sao, phần kiến thức này vẫn có thể để cho các bạn ôn tập trong buổi học ngày hôm nay. Thì bạn nào chưa học thì có thể lắng nghe để các em hình dung ra trước nhá. Có nghĩa là chúng ta, những phương châm hội thoại này nó giống như là những cái quy định đặt ra khi mà chúng ta trong quá trình giao tiếp, trong quá trình hội thoại, chúng ta cần phải tuân thủ để đảm bảo cuộc hội thoại đấy đi đúng hướng, đúng nội dung và có chất lượng, đạt đúng theo cái mong muốn của chúng mình. Vậy thì có 5 phương châm hội thoại, chị nhắc ra trước cho chúng mình nhá. Thứ nhất là phương châm về lượng, thứ hai là phương châm về chất, thứ ba là phương châm cách thức này, thứ tư là phương châm quan hệ, cuối cùng là phương châm lịch sự. Đó, có bạn nào nghe những phần này thấy quen quen không? Tại vì là chị có thấy nhiều trường thi khảo sát với bộ đề là đưa ra cho chúng ta một câu thành ngữ. Đó, sau đấy thì yêu cầu chúng ta là câu thành ngữ này thì nhắc đến phương châm nào và hãy nêu đặc điểm của phương châm hội thoại đấy. Đó, cho nên là chị nghĩ là phần kiến thức này các em cũng nên biết được. À, bạn Thanh Minh có liệt kê ra đây giúp chị này. Đúng rồi. Phương châm về lượng, phương châm về chất, phương châm quan hệ, phương châm lịch sự, phương châm cách thức nữa, đúng không? Đúng, chính xác. Thì ở đây nhá, chị sẽ cùng với các bạn liệt kê ra này. Thứ nhất, chúng ta có phương châm về lượng, chị viết tắt chữ phương châm nhá. Phương châm về lượng này. Thì ở mỗi phương châm các bạn nhớ được cho chị về định nghĩa của nó và nhớ một ví dụ các câu thành ngữ ở trong văn học dân gian của chúng ta để hình dung được phương châm này nhắc đến cái việc vi phạm quy tắc như thế nào nhá. Thứ nhất, phương châm về lượng là chúng ta phải đạt yêu cầu là nói đủ, nói không thiếu, không thừa, được không? Nói đủ. Không thiếu cũng không được thừa. Và ví dụ ở đây chúng ta có một câu đó là nói nhăng, nói cuội. Đó, đã bạn nào đã biết đến phần kiến thức này chưa?
nhá. Vậy thì cùng với chị, hôm nay chúng ta học luôn, đúng không? Hôm nay chúng ta học luôn, hình dung luôn về mảng kiến thức này để nếu như mà các em học trên lớp trong chương trình kỳ 1 lớp 9 thì các em cũng có thể tiếp thu bài nhanh hơn. Mà bên cạnh phương châm về lượng này, chúng ta có phương châm về gì nữa nhỉ? Phương châm về chất, đúng rồi. Đó, phương châm về lượng, phương châm về chất. Nếu như mà phương châm về lượng là yêu cầu chúng ta phải nói đủ thì phương châm về chất là yêu cầu chúng ta phải nói đúng. Có nghĩa là chúng ta không được nói những cái gì mà chúng ta không cho rằng nó đúng và không có bằng chứng xác thực. Ở đây chúng ta có thể lấy một cái ví dụ để các em hình dung được, đó là câu nói có sách, mách có chứng. Nói có sách, mách có chứng chính là một minh chứng cho việc chúng ta phải tuân thủ phương châm về lượng. Được không? Chứng ở đây có nghĩa là chứng cứ nhá, chứ không phải là quả trứng mà xong các bạn viết là TR đâu nhá. Nhớ nhá, đừng nhầm giúp chị, được không? Được không nào? Tiếp tục nhá, tiếp tục này. Bên cạnh phương châm về lượng, à phương châm về chất, phương châm về lượng này, chúng ta có phương châm về gì nữa nhở? Đúng rồi, phương châm cách thức. Phần phương châm cách thức này rất dễ để các bạn bị nhầm lẫn với cả phương châm về chất đấy. Bởi vì phương châm cách thức này, chúng ta có những từ khóa là chúng ta phải nói ngắn gọn, nói rành mạch và tránh nói mơ hồ, được không? Rành mạch và ngắn gọn. Không được nói mơ hồ rồi là nói lung tung, nói dài dòng, nói thừa ra. Đấy, cho nên là ở đây về phương châm cách thức này chúng ta có một câu lấy ví dụ, đó là dây cả ra dây muống hay là nói bóng nói gió. Đi thẳng vào vấn đề đi, sao cứ rườm rà làm gì, đúng không? Cho nên là chúng ta có ví dụ là nói bóng nói gió. Tiếp tục này, bên cạnh phương châm cách thức chúng ta có phương châm thứ tư nữa là phương châm quan hệ. À, phương châm về quan hệ chúng ta có từ khóa là chúng ta phải nói đúng đề tài và không được lạc đề. Đúng đề tài nhá. Không lạc đề. Ví dụ của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ nhớ ngay đến câu là ông nói gà, ba nói vịt. Nhiều bạn chia sẻ với chị là em học về năm phương châm này bằng cách là em nhớ những câu nói, những câu thành ngữ này để em hiểu được không? Bởi vì là những câu thành ngữ này là những điều rất gần gũi với chúng ta, chỉ cần chúng ta nắm được những câu này thì các em cũng nắm được về bản chất của từng phương châm một đấy. Và cuối cùng chúng ta có phương châm lịch sự. Là khi nói chúng ta phải đảm bảo sự tế nhị, sự lịch sự và tôn trọng người khác, đúng không? À, ví dụ ở đây chúng ta có câu là gì nhỉ? Lời nói chẳng mất tiền mua này, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đấy, đúng không? Vân vân. À, em đang học lớp 10 nhưng sắp phải thi khảo sát kiến thức. À, vậy thì chia sẻ phần video này để các bạn khác cùng với em có thể học được nhá. Được không, Lan Anh? Rồi, ok. Vậy là đó là năm phương châm hội thoại. Thì rất là xin lỗi các bạn vì chị nhớ nhầm, chị cứ nghĩ đây là phần kiến thức học về kỳ 2 lớp 8, cho nên muốn ôn tập với các bạn để các bạn có thể thi khảo sát đầu năm lớp 9 nữa. Nhưng mà nhiều bạn chia sẻ là trong phần này là em lên lớp 9 em mới học thì không sao cả, các em có thể cùng với chị học trước, hình dung trước về các phương châm hội thoại này để trong chương trình lớp 9 chúng ta có thể dễ tiếp thu hơn. Và cuối cùng này, trong phần kiến thức tiếng Việt chị muốn nhắc nhở các bạn cần phải ôn tập nữa, đó là các kiểu câu nữa. Trong phần chương trình lớp 8 các em đã học về các kiểu câu, ví dụ như là câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cảm thán, vân vân. Đấy là những kiểu câu mà các em cần phải nắm được, hiểu được về gọi là về hình thức của nó như thế nào, về 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 dấu hiệu nhận biết những câu đấy ra sao. Và nhiều khi người ta sử dụng một câu cảm thán nhưng thực ra đáng ra câu cảm thán là để bộc lộ cảm xúc, đúng không? Nhưng thật ra người ta lại dùng với mục đích khác thì sao? Cho nên các em phải ôn tập lại cái phần kiến thức về các kiểu câu này giúp chị nhá. Về câu cảm thán, câu trần thuật, câu nghi vấn,
vân vân. Và những câu đó thì được các nhà văn, các nhà thơ sử dụng trong các tác phẩm của mình. Khi mà các em cứ nhớ lại đoạn hội thoại, các cái đoạn hội thoại ở trong các tác phẩm văn bản lớp 8, ví dụ như là trong Lão Hạc hay là trong trong phần Chị Dậu đấy, chị không nhớ rõ tên đoạn trích đấy, có nghĩa là có những cái đoạn hội thoại mà có các kiểu câu khác nhau và với mục đích của từng kiểu câu đó như thế nào thì các em cũng cần nắm lại giúp chị nhé. Phần này thì đơn giản thôi, không cần phải liệt kê để các bạn hiểu đâu, bởi vì chị tin là các em có thể phân biệt được đâu là câu nghi vấn, đâu là câu cảm thán, đúng không nhá? Chị nhắc lại ở đây để các bạn hình dung được những cái đầu mục kiến thức để các em ôn tập lại thôi. Đó rồi, ok không nhá? Vậy là đó là những phần kiến thức chính về tiếng Việt các em đã nắm được chưa? Chị nghĩ là phần quan trọng nhất là các em nắm được biện pháp tu từ, bởi vì là rất có thể đề thi sẽ đưa cho chúng ta một câu thơ và yêu cầu chúng ta phân tích về tác dụng của biện pháp tu từ đấy. Cho nên là đây sẽ là những phần kiến thức để các em áp dụng vào trong bài viết đó. Còn viết những đoạn văn nó như thế nào, cụ thể các cách làm, các dạng bài nghị luận văn học ra sao, thì bây giờ chúng ta sẽ đi xuống phần tập làm văn nhá. Được không? Đi xuống phần tập làm văn cùng với chị này. À, trong chương trình văn bản lớp trong chương trình ngữ văn lớp 8, các em đã được học các dạng bài nào nhỉ? Chị lấy ví dụ nhá, là dạng bài về văn tự sự này, về văn thuyết minh này, vân vân. Đúng không? Các em đã học những phần đấy rồi đúng không? Và trong chương trình lớp 9 mà thi khảo sát đầu năm này thì có thể là đề bài sẽ yêu cầu chúng ta làm một dạng bài thuyết minh chẳng hạn, hoặc là cả bài về bài văn nghị luận nữa. Ví dụ như là nghị luận xã hội hay là nghị luận văn học, vân vân. Các em hiểu ý chị không? Các bạn hiểu ý chị không? Hiểu ý chị không nào? Đấy chính là những kiến thức về tập làm văn. Và ở trong phần tập làm văn này thì chị sẽ cùng với các bạn chúng ta lập những cái dàn ý sơ lược nhất, khái quát nhất để em có thể áp dụng cho tất cả từng dạng cụ thể, cho từng dạng bài một. Ví dụ trong phần văn thuyết minh chúng ta có một dàn bài như thế nào, trong phần văn tự sự chúng ta có dàn bài ra sao, phần cảm thụ văn học chúng ta sẽ có những bước nào, hay là phần văn nghị luận thì chúng ta sẽ làm theo trình tự ra sao, được không nhá? Trước tiên đi vào cùng với chị trong phần tập làm văn này, chúng ta có đó là về văn tự sự đi. À, tự sự thì các em cứ hiểu cho chị là chúng ta kể lại một câu chuyện nào đấy, kể lại một diễn biến nào đấy, kể lại một sự việc nào đấy, đúng không? Nhưng mà cái quan trọng của chúng ta thì văn tự sự này chúng ta đã học thậm chí là từ hồi tiểu học rồi cơ. Khi mà em kể lại một câu chuyện gì đấy, nhưng mà lên đến cấp 2 rồi thì yêu cầu nó sẽ cao hơn, là yêu cầu chúng ta phải sử dụng cả biểu cảm, sử dụng cả yếu tố nghị luận trong văn bản tự sự nữa cơ. Cho nên là để viết được một bài văn tự sự hấp dẫn, có điểm nhấn trong chương trình ngữ văn cấp 2 không phải là điều đơn giản đâu nhá. Và quan trọng chị muốn hướng đến với các bạn trong phần này, khi em viết văn tự sự là có cái sự chân thật, sự chân thành trong quá trình em kể chuyện này, không khoa trương quá, đúng không? Không khoa trương quá và có cả cảm xúc của em ở trong đấy nữa, để câu chuyện chúng ta kể ra không phải là một câu chuyện nhạt nhẽo. Đúng không? Bây giờ các bạn cứ dùng những cái từ ngữ kiểu tiếng lóng của học sinh bây giờ khi mà kể chuyện, khi mà tám chuyện với nhau ấy, nói chuyện với nhau thì bảo là khiếp sao mày nói chuyện nhạt thế. Đấy, rồi câu chuyện có gì nhạt, có gì hấp dẫn không? Hay là nào mọi người vỗ tay. Đó, thực trạng của chúng ta như vậy là bây giờ các em đang như vậy đấy. Và nó sẽ xuất phát từ cái việc là các em không biết làm thế nào để kể cho câu chuyện của mình nó trở nên hấp dẫn hơn. Đúng không? Hiểu ý chị không? À, dàn bài thuyết minh có yếu tố nghệ thuật, có, được không? Sau phần văn tự sự này chị sẽ đi cùng với em phần đấy nhá. Đề trường em là nghị luận văn học à? Rồi ok, thôi được rồi, chị sẽ đi hết cùng với các bạn nhá. Chị muốn nhắc nhở cho chúng ta trong phần văn tự sự này này, chúng ta sẽ có cấu trúc là mở bài, thân bài và kết bài, đúng không? Bao giờ cũng có đủ 3 phần đấy, là mở bài, thân bài và kết bài, được không? Mở bài xong rồi đến thân bài này, và cuối cùng là đến kết bài. Thì nếu như mà bình thường nhá, các em viết mở bài trong một bài văn tự sự thì các em hay kiểu như là giới thiệu về sự việc đấy là gì, trong đó có những nhân vật nào, được không? Và tình huống xảy ra chuyện là gì. Tuy nhiên bên cạnh cách truyền thống như vậy, các em hoàn toàn có thể nêu ra kết cục của câu chuyện đấy trước để tăng tính tò mò cho người đọc, được không? Tăng tính tò mò cho người đọc. Ví dụ như là kể lại một lần em mắc lỗi và đó là bài học,
mà em mãi mãi nhớ cho đến về sau mắc lỗi với cả thầy cô hoặc là mắc lỗi với cả bố mẹ chẳng hạn, thì em sẽ nêu ra kết cục của cái lần em mắc lỗi đấy trước. Ví dụ như là tôi đã vẫn luôn ân hận về điều này đấy, sau đấy dần dần mới mở ra cái câu chuyện của mình. Thì đấy cũng là một cái cách để giúp cho bài văn tự sự của các em hấp dẫn hơn, tăng cái tính tò mò cho người ta khi mà người ta đọc những câu đầu tiên, thay vì là biết được rằng là à bây giờ là bạn ấy đi kể về một lần bạn ấy mắc lỗi đây này, bạn ấy mắc lỗi từ hồi mấy tuổi này, rồi mắc lỗi với ai này, thì người ta sẽ bị kích thích hơn bởi cái việc là tại sao người này lại có một kết cục như thế này nhỉ? Tại sao bạn ấy lại trở nên như thế này nhỉ? Và bắt đầu người ta muốn đọc hơn những dòng văn tiếp theo của em. Đúng không? Hiểu không? Hiểu ý chị không? Nhá, cho nên là trong phần mở bài của văn tự sự này, bên cạnh cách truyền thống là giới thiệu, được không? Giới thiệu về sự việc, về nhân vật, về tình huống xảy ra chuyện, thì em cũng có thể đi theo cách thứ hai, đó là nêu kết quả của cái hành động đấy, của cái sự việc đấy mà em định kể ra. Em sẽ nêu kết quả trước để tăng cái tính tò mò, tính hấp dẫn cho bài văn của mình. Tiếp tục sang phần thân bài thì tất nhiên rồi là em phải đi lần lượt kể lại cái câu chuyện đấy, kể lại diễn biến của câu chuyện mà chúng ta sẽ kể, đúng không? Đi về diễn biến. Nhưng mà ở đây làm thế nào để phần văn tự sự của chúng ta không bị rắc rối và nó đảm bảo cái sự logic, vẫn có cả cái yếu tố biểu cảm ở trong đấy nữa, thì các em hãy chú ý cho chị là phải đi theo một cái trình tự nhất định nhé. Em có thể đi theo trình tự thời gian, ví dụ như là sự việc nào xảy ra trước, sự việc nào xảy ra sau. Đó, và trong từng sự việc đấy, trong từng cái bối cảnh thời gian đấy thì cảm xúc của em như thế nào, hay cảm xúc của các nhân vật trong đấy ra sao, thì chính là em đã lồng vào đấy yếu tố biểu cảm trong văn tự sự rồi đấy. Được không? Hay là yếu tố miêu tả nữa, em miêu tả về không gian, về bầu trời, về không khí khi mà diễn ra sự việc đấy như thế nào. Đúng không? Cho nên là ở trong văn tự sự vẫn có yếu tố miêu tả, yếu tố biểu cảm ở trong đấy nữa, và khi mà em kết hợp nhuần nhuyễn được thì bài văn của em sẽ trở nên rất là hấp dẫn. Và quan trọng nhá, chị muốn nhấn mạnh trong phần thân bài này để chúng ta tạo được điểm nhấn cho bài viết của mình, đó là hãy đi sâu kể lại cả về bối cảnh hay là biểu cảm của các nhân vật trong cái sự việc, trong cái lúc mà cái sự việc đấy nó đến cao trào ấy. Hiểu, ví dụ như là như thế này nhá. Em kể lại kỷ niệm ngày đầu tiên em đi học thì sẽ có các giai đoạn là trước cái buổi đấy thì em cảm thấy như thế nào? À, những sự vật hay là mọi người khuyên nhủ em ra sao? Rồi trong buổi đấy, trong ngày đầu tiên em đi học em đi cùng với ai, đúng không? Và sau khi mà em gặp gỡ bạn bè, em gặp gỡ thầy cô trong cái khoảnh khắc lần đầu tiên gặp gỡ đấy thì em cảm thấy như thế nào, đúng không? Đó thì trong cái bài văn tự sự đấy em có thể chọn ra một cái giai đoạn thời gian mà em cảm thấy nó hấp dẫn nhất và em có nhiều biến đổi nhất, em muốn miêu tả, em muốn kể lại cho người ta, quan trọng nhất là điểm nhấn nằm phần nào, thì em sẽ kể thật kỹ phần đấy, còn những phần khác thì em có thể lướt qua được. Hiểu ý chị không? Để cho bài viết của chúng ta có điểm nhấn và vẫn đảm bảo thời gian, vẫn đảm bảo chúng ta kể được câu chuyện đấy nhá. Được không nào? Đó, và xong rồi cuối cùng thì chúng ta bước sang phần kết bài, là chúng ta nêu lại cảm nghĩ của mình hay là cảm nghĩ của những người trong cuộc trong cái sự việc đấy, được không? Nêu kết quả cộng với cả cảm nghĩ của những người trong cuộc. Đó, được chưa nào? Được không? Hiểu với chị không? Hay là có vẻ như là nhiều bạn đang lãng quên đi cái phần văn tự sự này rồi, đúng không? Sang đến lớp 9 với những bài viết số, chị nhớ không nhầm thì là bài viết số số 1 hay số 2 nhỉ? Là chúng ta sẽ trở lại về dạng văn tự sự này đấy, và ở một cái yêu cầu nó cao hơn, cho nên là bây giờ các em cần phải ôn tập lại đi, không chỉ để cho kỳ thi khảo sát mà còn là cho chương trình ngữ văn lớp 9 nữa đấy. Được không nào? Nhá. Và các em ơi, văn tự sự này ấy, đó là phần văn mà chính các tác giả văn học đã sử dụng để kể lại câu chuyện và làm nên những tác phẩm để đời và chúng ta đang phải học và chúng ta đang phân tích đấy, đúng không? Thì Lão Hà của Nam Cao thì cũng là Nam Cao kể lại cái câu chuyện đấy, đúng không? Hay là về chị Dậu này, vân vân, đều có yếu tố kể chuyện trong đấy cả. Và các nhà văn của chúng ta đã có được bút pháp kể chuyện rất là đặc sắc, rất là tài năng, cho nên chúng ta mới có những tác phẩm đặc sắc như vậy để học, để cảm nhận. Cho nên là các em cũng không hề coi thường cái phần văn tự sự này nhá, được không? Được không nào? À,
Một cột 15 phút. Rồi, ok. Tiếp tục nhá. Bây giờ chị sẽ chuyển sang phần mà nhiều bạn hỏi hơn này. Chúng ta sẽ đến với phần văn thuyết minh đi. Hai là văn thuyết minh. Ở đây yêu cầu của chúng mình là chúng ta không chỉ thuyết minh một cách đơn thuần mà còn có yếu tố nghệ thuật ở trong đấy nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trong phần văn bản thuyết minh đấy nhá, là chúng ta không chỉ nêu ra những tri thức khách quan về đối tượng chúng ta sẽ thuyết minh, mà chúng ta phải kể lại được, hay là chúng ta phải miêu tả về cái đối tượng đấy, sử dụng các cái biện pháp nghệ thuật, ví dụ như là so sánh, ví dụ như là nhân hóa về đối tượng mà chúng ta thuyết minh, để phần thông tin chúng ta đem đến cho người đọc nó trở nên sinh động hơn này, ấn tượng hơn này, giúp cho người ta thấy được cái khả năng diễn đạt của các em, được không? Về văn bản thuyết minh này thì chúng ta nhá, các em đặc biệt phải lưu ý cho chị là các em phải xác định được khi cầm đề trên tay, là nếu như mà vào dạng đề thuyết minh người ta yêu cầu chúng ta thuyết minh về gì thì các em phải xác định được cho chị đối tượng của văn thuyết minh này nhá, được không? Xác định đúng được đối tượng. Ok không nào? Xác định đúng được cái đối tượng thuyết minh của chúng mình. À, đối tượng thuyết minh của chúng ta ở đây là một nhân vật, hay là một đồ vật, hay là một phương pháp, hay là một thể thơ, vân vân. Tất cả những dạng đấy là các em đã được học rồi đấy. Cho nên là đề bài có thể vào bất cứ một đối tượng nào chúng ta thuyết minh. Và ở mỗi đối tượng đấy thì các em phải hình dung được là chúng ta sẽ triển khai trong phần thân bài những đặc điểm gì, những tri thức khách quan gì về đối tượng đấy. Mỗi đối tượng sẽ có một đặc thù riêng, nhưng ở đây sẽ có một dàn bài gọi là khái lược nhất để các bạn có thể áp dụng được vào tất cả các bài thuyết minh nhé. Về mở bài này, chúng ta cũng đi lần lượt như thế. Thân bài này, và đến kết bài này. Về mở bài của một bài văn thuyết minh, tất nhiên rồi chúng ta phải giới thiệu được cái đối tượng chúng ta thuyết minh là gì. Đúng không? Tên gọi của đối tượng đấy là gì này? Hay là ấn tượng ban đầu của em về đối tượng đấy cũng được, để chúng ta tạo sự hấp dẫn ở trong phần mở bài. Sau đấy đến phần thân bài là chúng ta lần lượt trình bày những tri thức khách quan về đối tượng đấy. Phần văn bản thuyết minh này sẽ khác về văn bản miêu tả hay là văn bản tự sự ở chỗ là chúng ta phải trình bày những tri thức khách quan, có nghĩa là những tri thức đấy đã được kiểm chứng rồi, chứ không phải là chúng ta nghĩ ra mà chúng ta khoác lên nó một bộ áo khác, được không? Ví dụ như thuyết minh về tà áo dài, chúng ta phải biết được lịch sử ra đời của nó và tà áo dài đấy có những bộ phận như thế nào, đặc điểm của nó ra sao, và điều đấy là phải được mọi người công nhận rồi, đó là phải là tri thức khách quan rồi, chứ chúng ta sẽ giảm bớt cái yếu tố chủ quan trong văn bản thuyết minh đi nhá. Mặc dù vẫn có, được không? Vẫn có, nhưng chúng ta phải nhấn mạnh được đây là những tri thức khách quan để đem đến cho người đọc những thông tin mới, những thông tin hữu ích, được không nào? Đó, cho nên là trong phần này là chúng ta sẽ đi trình bày lần lượt, thuyết minh lần lượt về cấu tạo này. Có thể đi từ cấu tạo này, có thể là nêu những đặc điểm này, có thể nêu về những lợi ích này, có thể nêu về ý nghĩa, vân vân. Rất nhiều những khía cạnh của đối tượng. Và phần mà chúng ta cần phải nhấn mạnh, mà các em cần phải nắm được, đây là gọi là một kỹ năng trong phần làm văn thuyết minh rồi, đó là các em phải đi lần lượt từng yếu tố một nhá. Ý chị ở đây có nghĩa là khi em đang nói về nguồn gốc của đối tượng này thì chúng ta sẽ không nhảy sang phần đặc điểm hay bộ phận, mà chúng ta nói hết về nguồn gốc đi đã, sau đấy chúng ta mới sang về bộ phận, thì nó mới đảm bảo là bài văn của chúng ta có tính toàn diện này và logic nữa, chứ chúng ta không nói lung tung. Trong phần thân bài của một bài văn thuyết minh, em hoàn toàn có thể viết bằng nhiều đoạn văn, và mỗi đoạn văn là để thuyết minh cho một yếu tố, được không? Mỗi đoạn văn thuyết minh cho một yếu tố, có thể như là đoạn văn đầu tiên em nói về nguồn gốc ra đời của đối tượng này, đoạn văn thứ hai em nói về các bộ phận và đặc điểm của từng bộ phận một, đoạn văn thứ ba là em nói về tác dụng, vân vân. Hiểu với chị không? Quan trọng là em phải có được cái sự logic và rành mạch ở trong bài văn thuyết minh này. Và khi mà các em thuyết minh thì các em phải đan xen thêm những yếu tố, những cái nghệ thuật, những biện pháp nghệ thuật, ví dụ như là biện pháp tu từ, nhân hóa hay là so sánh, là những biện pháp dễ nhất để các em có thể áp dụng ở trong bài này. Ví cái đối tượng của chúng ta giống như những sự vật nào gần gũi hơn để giúp người đọc dễ hình dung hơn về đối tượng đấy, được không nào? Nhá. Được không?
Và em hoàn toàn có thể, nếu như mà thuyết minh về tảo dài, thuyết minh về một thể thơ, nếu không hay thuyết minh về một tác giả tác phẩm, thì em hoàn toàn có thể nêu ra thật nhiều những ví dụ để người ta hình dung được và người ta cảm nhận được cái sự quen thuộc, sự gần gũi của đối tượng đấy trong đời sống của chúng mình. Khi chúng ta thuyết minh về một tác gia lớn, ví dụ như là thuyết minh về Nguyễn Du và Truyện Kiều chẳng hạn, thì các em có thể lấy những cái ví dụ về những câu thơ Kiều mà đọc lên mà người ta đã rất quen thuộc rồi, mà nhân dân chúng ta đã rất quen thuộc rồi. Có nghĩa là để chứng minh được là thuyết minh được là Truyện Kiều là một kiệt tác của văn học dân tộc và ai ai nhắc đến cũng đều biết được đến nền văn học trung đại Việt Nam. Hiểu ý chị không? Nhá. Thì chúng ta sẽ bên cạnh việc là chúng ta phải đưa đến những tri thức khách quan thì hoàn toàn các em có thể tự do trong cái phần là nêu thêm nhiều những cái ví dụ để người đọc hình dung được sự gần gũi của đối tượng đấy trong đời sống của mình. Nhá. Được không nào? Đã có rất nhiều những phần lưu ý và chị mong là các bạn có thể nắm được trong quá trình chúng ta viết bài. Và cuối cùng trong phần kết bài này thì chúng ta tổng kết lại thôi. Trong phần kết bài của một bài văn thuyết minh thì chúng ta có thể đan cài vào đấy cái cảm xúc của chúng ta, bày tỏ thái độ của chúng ta đối với đối tượng. Được không nào? Nhá. Hiểu ý chị không? Các bạn đang xem hiểu ý chị không nào? Các em ok rồi thì chị mới có thể chuyển tiếp sang phần tiếp theo. Thì các bạn cảm thấy như thế nào trong phần này? Đã nắm được những lưu ý đấy chưa? À, cây lúa nước Việt Nam à? Sử dụng biện pháp nghệ thuật thì thuyết minh về cây lúa xem nào. Biện pháp ví dụ như là nhân hóa hay là so sánh. Thì em có thể khi mà em thuyết minh về các cái giai đoạn phát triển của cây lúa, ví dụ như là lúa lên đồng ấy thì hay được ví giống như là một người con gái đang ở độ tuổi đẹp nhất. Được không? Thì đó, em có thể tham khảo những hình ảnh đó để em viết vào trong bài viết của mình. Em thuyết minh về cái quá trình lớn lên sinh trưởng của cây lúa Việt Nam và quá trình để đến được với mâm cơm của người Việt như thế nào. Thì ở lúa lúa trổ đồng đồng ấy, những cái giai đoạn đẹp nhất của cây lúa, cây lúa ở lên đồng ấy là được ví hay được ví như là hình ảnh cái giai đoạn của người người con gái Việt Nam đang ở độ tuổi đẹp nhất. Được không? Đó, em có thể tham khảo hình ảnh đó nhá, bạn Vi nè nhá, được không? Chị cũng không biết là tên tên bạn chính xác như thế nào nhưng mà chị đọc tên nick của em như thế nhá. Có rất nhiều những câu thơ, rất nhiều những hình ảnh về cây lúa nước Việt Nam mà có sử dụng các biện pháp ví dụ như là nhân hóa và so sánh như chị vừa mới nêu ví dụ, em có thể tham khảo phần đấy nhá. Đó. Đó là về văn bản thuyết minh, các bạn nắm được không nào? Hiểu ý chị không? Và cuối cùng này. Ừ, rồi ok, các bạn hiểu được đúng không? Chị cố gắng nói chậm để các em có thể nắm được những cái lưu ý đấy. Những cái lưu ý để chúng ta có được một bài văn tốt mà không phải là một bài văn mà nó bị nhàm chán ấy. Bởi vì bây giờ rất dễ các bạn bị mắc vào cái việc là chúng ta viết văn giống như là một cái cỗ máy, thiếu đi cái tính đặc sắc, thiếu đi cái yếu tố cá nhân ở trong đấy nữa. Cho nên là chị rất mong các em có thể viết văn mà một cách thoải mái và đem đến sự gần gũi cho bài viết của mình. Rồi, ok. Đó, bây giờ tiếp theo nhá, chị sẽ chuyển đến phần 3 đi. Phần 3 của chúng ta là đây có thể là một dạng bài nhỏ nhỏ thôi, yêu cầu chúng ta viết đoạn văn thôi, nhưng mà chị vẫn muốn các bạn nắm được đó chính là dạng bài cảm thụ văn học. Phần cảm thụ văn học này nhá, là ở đây thường các em sẽ gặp cái dạng đề đó là xác định xác định biện pháp tu từ và nêu tác dụng của biện pháp đó trong câu thơ sau chẳng hạn. Và em sẽ dùng một đoạn văn để nêu lên cái phần đấy. Thì dù là đoạn văn hay là bài văn thì chị muốn các bạn thực hiện được những bước cơ bản sau đây, được không? Những bước cơ bản sau đây nhá. Trước tiên là em phải giới thiệu được tác giả tác phẩm. Nếu như nhá, nếu như câu thơ mà yêu cầu chúng ta phân tích ý, yêu cầu chúng ta cảm thụ ấy, không phải là một câu thơ, một bài thơ mà các em đã học rồi, thì trong phần mở ngoặc dưới cùng bao giờ cũng có tên bài thơ và tên tác giả. Em phần đấy để nêu đầu tiên giới thiệu về tác giả tác phẩm. Hoặc là có thể là bài sẽ hỏi chúng ta về một tác phẩm chúng ta đã được học trong văn bản lớp 8 ấy, trong chương trình ngữ văn lớp 8 ấy, thì phần đấy các em hoàn toàn nắm được
yếu tố về tác giả tác phẩm để chúng ta giới thiệu được không nhá. Sau đấy này, chúng ta sẽ đến với bước thứ hai là chúng ta sẽ khái quát nội dung của cái đoạn thơ đấy, của câu thơ đấy, được không? Khái quát về nội dung. Ví dụ như là đề yêu cầu chúng ta phân tích biện pháp tu từ, cảm nhận hay là phát biểu cái cảm xúc của em về câu thơ chiếc thuyền im bến mỏi trở về nằm nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ, trong bài thơ quê hương đấy. Đó, thì khi đấy, sau khi mà em giới thiệu về tác giả và tác phẩm rồi thì em phải nêu lên được là đấy chính là cái khung cảnh mà đoàn thuyền trở về sau khi mà sau một cuộc ra khơi đánh cá, đúng không? Đấy chính là bối cảnh và khái quát về nội dung của hai câu thơ đấy. Sau đấy nhá, sau đấy chúng ta sẽ đi kỹ lưỡng hơn này, mới đi sâu vào cái yêu cầu của đề bài, đó chính là chúng ta phải gọi tên được nhá. Gọi tên được cái biện pháp tu từ. Ít nhất là phải nêu đúng cho chị là đấy là biện pháp so sánh hay là nhân hóa hay là ẩn dụ hay là hoán dụ hay là điệp từ hay là nói quá hay là nói giảm nói tránh hay là liệt liệt kê vân vân. Hiểu ý chị không? Được không? Được không nhá? Hiểu ý chị không? Trong phần này chị phải nhắc rõ với các bạn nhé là các em phải gọi tên đúng được cái biện pháp tu từ đấy. Bởi vì gọi tên đúng là các em đã có được những số điểm đầu tiên rồi. Chứ chúng ta sẽ không phải là cứ trình bày lan man những cái phần ở đâu ấy mà cái quan trọng nhất thì lại không nêu được. Người ta yêu cầu chúng ta là tìm và phát biểu tác dụng của biện pháp tu từ đấy, thì trước tiên chúng ta phải nói đúng được tên của nó chứ, đúng không? Sau đấy này, sau đấy rồi thì các em bắt đầu đi phân tích tác dụng, nêu tác dụng của biện pháp tu từ. Và đem đến những cái đặc sắc nào cho câu thơ mà chúng ta đang phân tích. Nếu như gọi tên biện pháp tu từ này chính là một đặc sắc về mặt nghệ thuật, được không? Thì nêu tác dụng của biện pháp tu từ là qua biện pháp đấy thì tác giả muốn nhấn mạnh điều gì, hay là tác giả muốn khiến cho đối tượng, giúp cho đối tượng đang được nói đến tăng thêm yếu tố gì, tăng thêm về đặc điểm gì, thì đây chính là nội dung. Hay là qua biện pháp này thì tác giả muốn nói đến điều gì, thì đây chính là nội dung. Như vậy là các em đã đi từ nghệ thuật để phân tích nội dung của một đoạn thơ, của một cái biện pháp tu từ nào đấy, được không nào? Nhá. Như vậy thì sẽ đảm bảo được cái sự toàn diện và sự đầy đủ cho bài viết của chúng mình. Thứ nhất là chúng ta gọi tên được, đấy là biện pháp gì, và chúng ta sẽ phân tích tác dụng của biện pháp đấy dựa trên những từ khóa. Dựa trên những từ khóa. Chỉ lấy ví dụ, so sánh thì từ khóa về mặt tác dụng đó chính là giúp cho sự vật được cụ thể và sinh động này, được không? Bên cạnh đấy nó cũng có thể bộc lộ cảm xúc hay là tăng sức gợi hình gợi cảm nữa. Nhưng cái quan trọng nhất, từ khóa nhất là giúp cho sự vật cụ thể và sinh động. Nhưng mà không phải là cứ gặp biện pháp so sánh là em nêu là giúp cho sự vật được cụ thể và sinh động. Như thế thì nó rất là chung chung và chúng ta sẽ không được điểm đâu. Mà em phải nêu rõ là sự vật đấy là sự vật gì. Và phần đấy thì tất nhiên rồi là nó cụ thể trong từng câu thơ một, được không? Cụ thể trong từng câu thơ một. Ví dụ nhá, trong câu thơ này: những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. À, ở đây thì biện pháp so sánh được thể hiện qua từ chẳng bằng. Tác giả đã so sánh công lao, so sánh sự hy sinh của mẹ khi mà mẹ đã thức vì chúng con. Mẹ thức, cái hình ảnh mà người mẹ thức vì chúng con được so sánh là còn hơn cả những ngôi sao thức ngoài kia. Đấy, các em phải nêu rõ như thế. Đó là ai, hình ảnh nào được so sánh với hình ảnh nào và giúp cho hình ảnh nào trở nên cụ thể sinh động hơn, được không nào? Nhá. Hay là ngôi nhà như trẻ nhỏ, thì ở đây hình ảnh ngôi nhà được so sánh như trẻ nhỏ để khiến cho, giúp cho chúng ta hình dung được dễ hơn, cụ thể hơn, sinh động hơn về sự lớn lên hay là về quá trình xây dựng của những ngôi nhà, về đặc điểm, về tính chất của những ngôi nhà giống như những trẻ nhỏ đấy, được không? Hiểu ý chị không? Thì đấy mới là phần mà các em phân tích một cách cụ thể và chính xác, chứ chúng ta sẽ không nêu chung chung. Mặc dù là chị có nhắc đến cho chúng ta những từ khóa, nhưng mà các em phải áp dụng được từ khóa đấy trong từng câu thơ của chúng mình nhá. Sang đến biện pháp nhân hóa thì các em sẽ có những từ khóa, ví dụ như là giúp sự vật trở nên sống động và gần gũi. Sống động và gần gũi, được không? Nó gần tương đương với cả so sánh ấy, nó gần giống với so sánh. Nhưng mà ở đây là khi mà được ví, khi một sự vật nào đấy được ví giống như con người, giống như chúng ta ấy, thì chúng ta hình dung được nó hiện hữu ở ngay cạnh chúng ta, thì đó có phải là gần gũi hơn không? Ví dụ trong câu nhá: tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Thì ở đây
Những chiếc tàu được ví như trong mối quan hệ mẹ và con, chúng gần gũi với nhau và khiến cho cả một bến cảng, tàu mẹ, tàu con giống như những gia đình đang tấp nập trở về, đúng không? Đậu đầy mặt nước, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh đấy trở nên sống động và gần gũi hơn, khiến cho hình ảnh những đoàn tàu ở trên bến đậu gần gũi và sinh động hơn. Được không nào? Nhá. Đó, hay là tương tự về ẩn dụ, hoán dụ, vân vân, thì các em cũng gạch chân để cho chị những từ khóa để chúng ta phân tích về mặt tác dụng nhá. Rồi, có bạn nào bây giờ mới biết đến cái phần đấy không? Trước giờ các em có làm tốt được phần này không? Trước giờ các bạn có làm tốt được phần này không? Ừ. Và các em ơi, những cái phần biện pháp tu từ này nhá, là mặc dù là được tách ra thành những câu hỏi nhỏ, nhưng mà khi mà chúng ta làm những bài nghị luận văn học thì em lại tiếp tục áp dụng phần phân tích như thế này vào bài văn nghị luận của chúng mình đấy. Cho nên là chị thấy là phần kiến thức của chúng ta bao giờ nó cũng có sự liên quan đến nhau hết ấy. Nên là chúng ta không được phép coi thường bất cứ một phần kiến thức nào cả. Nắm được rõ giúp chị nhá. Các em hiểu ý chị không? Hiểu cái quá trình chúng ta phân tích một tác dụng của biện pháp tu từ không? Đúng không nào? Nếu như mà là bài văn nhá, thì phần này sẽ là phần mở bài. Được không? Phần này sẽ là phần mở bài. Và trong suốt quá trình chúng ta phân tích này thì sẽ là phần thân bài. Thì tất nhiên nếu mà là bài văn thì chúng ta sẽ có nhiều những cái biện pháp tu từ để chúng ta phân tích hơn. Và cuối cùng này thì chúng ta sẽ khẳng định lại ý nghĩa của biện pháp này và khẳng định tài năng của tác giả. Cộng với cả tài năng của tác giả. Được không nào? Và nếu như mà trong một bài viết thì đây sẽ là phần kết bài. Được không? Các bạn nắm rõ không? Các bạn đang xem các em có hiểu không nào? Hiểu ý chị không? Nhá. Và chúng ta còn một dạng đề nữa. Thì các em có muốn tiếp tục đi cùng chị không? Đó là dạng đề nghị luận cả về nghị luận xã hội và nghị luận văn học nữa. Chị cũng muốn khái quát để cho các bạn bởi vì là cũng có nhiều trường sẽ thi về cái phần đấy đấy. Nhưng mà các em có muốn học tiếp không? Cho chị biết là các em có đang học không nào? Đâu hết rồi? Hay là đang mãi ghi chép nên là không kịp tương tác với chị luôn? Được không nào? Rồi, ok. Đúng không? Bởi vì là phần tiếp theo đây ấy, cũng là một phần trọng tâm và chúng ta sẽ áp dụng phần đấy vào trong quá trình chúng ta thi cấp 3. Chắc chắn luôn. Chắc chắn luôn đấy. Thứ nhất, tiếp tục phần 4 này là về dạng văn nghị luận. Thì trước tiên chị khái quát cho các bạn biết nhá, chúng ta có nghị luận hai dạng chính là nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Được không? Trong nghị luận xã hội này nhá, đây sẽ là hai dạng chính mà những bạn nào muốn thi chuyên văn hay là thi học sinh giỏi thì đây sẽ là hai dạng bài chính mà các em phải viết được tốt, được không? Có thể đề sẽ có hai câu thôi, một câu nghị luận xã hội và một câu nghị luận văn học đấy. Cho nên là đây sẽ là phần kiến thức rất là trọng tâm, rất là chính, không chỉ có các bạn cơ bản mà còn của các bạn thi học sinh giỏi hay là các bạn muốn thi chuyên văn nữa đấy. Về kiến thức nghị luận xã hội, chúng ta có nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống. Chị viết tắt nhé. Viết tắt cho nhanh, hiện tượng đời sống và thứ hai là tư tưởng đạo lý. Đó, nếu như mà bạn nào có băn khoăn về phần này đã nhắn tin về cho fanpage thì chị cũng đã tư vấn cho các bạn về cách để học tốt phần này rồi, viết tốt nghị luận xã hội rồi, nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống và tư tưởng đạo lý. Sau đây chúng ta sẽ đi kỹ lưỡng về dàn ý của phần này. Còn về nghị luận văn học thì chúng ta sẽ bàn luận về một cái đối tượng văn học nào đấy. Nhưng mà nghị luận văn học này nó khác với cả thuyết minh hay khác với cả biểu cảm ở chỗ là chúng ta sẽ phải đi chứng minh cho một quan điểm nào đấy. Nghị luận mà là chúng ta đi bàn bạc chứng minh cho một quan điểm nào đấy. Nó sẽ khác, được không? Bây giờ cụ thể nhá, vào phần nghị luận xã hội đi. Vào phần nghị luận xã hội nào. Trước tiên là về hiện tượng đời sống, được không? Chúng ta sẽ có một cái cấu trúc rất là khái quát trong phần thân bài. Tất nhiên là trong phần mở bài là các em phải giới thiệu được đấy là hiện tượng gì, được không? Rồi phần kết bài chúng ta phải tổng kết lại
và nêu những cái ấn tượng của chúng ta về hiện tượng đấy. Còn trong phần thân bài này, chị muốn lưu ý với các bạn, chúng ta sẽ có một cái trình tự như thế này. Trước tiên chúng ta sẽ nêu về biểu hiện. Chị sẽ nêu trước rồi phân tích cho các bạn cách làm nhé. Biểu hiện này, nguyên nhân này. Được không? Hậu quả này. Giải pháp này. Chết rồi, chị viết cái bản nó hơi bị rung, các em thông cảm với chị nhá. Được không? Các em thông cảm với chị nhá. Rồi, về hiện tượng đời sống, trước tiên là chúng ta phải xác định được đấy là hiện tượng gì. Thường thì nếu đề bài ra thì sẽ là những hiện tượng mà đang bất cập hiện nay. Đang bất cập hiện nay và nó đang là một vấn đề nhức nhối ở trong cộng đồng, trong đời sống, không chỉ là trong đời sống hàng ngày mà có thể là trong cả đời sống của cộng đồng mạng nữa. Bây giờ thì mạng xã hội đang rất là phát triển. Đấy, cho nên là cái việc mà các em tham gia mạng xã hội, sử dụng mạng xã hội thì đấy cũng là một môi trường để nảy sinh những vấn đề xã hội mà có thể sử dụng thành đề bài cho chúng ta bàn luận được đấy. Về biểu hiện là giống như các em đang miêu tả lại xem là hiện tượng đấy đang diễn ra trong đời sống như thế nào. Đó là hiện tượng tích cực hay là hiện tượng tiêu cực, biểu hiện của nó ra sao. À, chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi trong phần này, đó là hiện tượng này biểu hiện trong đời sống như thế nào. Người ta nếu có biểu hiện này, ví dụ nhá, các em bàn luận về hiện tượng sống ảo chẳng hạn, về thực trạng con người đang sống ảo trên mạng xã hội như thế nào chẳng hạn, thì các em phần biểu hiện này các em sẽ nêu ra là à, bây giờ thì ai ai cũng có điện thoại, và trong phần điện thoại của họ thì điện thoại không còn chỉ là chức năng để liên lạc nữa, mà nó còn là chức năng để người ta có thể tham gia những cái trang mạng xã hội để người ta sống ảo ở trên đó. Sống ảo là khi người ta không sống đúng với cả cái đời sống thật của người ta biểu hiện ra như thế nào, vân vân. Đúng không? Nó cũng gần giống như việc giải thích ấy, nêu biểu hiện của hiện tượng đấy như thế nào. Sau đấy nhá, là bắt đầu đi đến nguyên nhân. Nguyên nhân thì có chủ quan và khách quan. Nói chung là với cấu trúc như thế này thì các em cứ đi lần lượt từng ý một thì kiểu gì nó cũng có sự hoàn thiện toàn diện trong bài viết của mình. Chủ quan là chính bản thân những người sống ảo đấy, họ nghĩ như thế nào để khiến cho họ đang trở nên sống ảo. Về khách quan thì chúng ta sẽ nghĩ đến những cái yếu tố xung quanh, ví dụ như là xã hội này, nhà trường này, gia đình này, vân vân. Đó. Còn về hậu quả là các em phải nêu ra là nếu như mà đấy là một hiện tượng tiêu cực thì phải nêu về hậu quả nó để lại, không chỉ đối với bản thân những người tham gia, những người có biểu hiện đấy, mà còn đối với cả cộng đồng và xã hội nữa. Đúng không? Nếu như mà về nguyên nhân nhá, thì các em sẽ đi từ quy mô nhỏ là nguyên nhân chủ quan, xong rồi đến nguyên nhân khách quan là quy mô lớn hơn, thì đến với hậu quả các em cũng nêu từ nguyên nhân từ cái quy mô nhỏ là đối với từng người, đúng không? Sau đấy các em sẽ nêu hậu quả đối với toàn cộng đồng và xã hội, và từ cái hậu quả đấy thì các em phải có được giải pháp. Chứ nếu như chúng ta chỉ nêu hậu quả thôi thì chúng ta đang viết ra một cái vấn đề mà chúng ta bỏ ngỏ ở đấy rồi. Hiểu ý chị không nào? Nhá. Cho nên là hay là nếu như mà đấy là một hiện tượng tích cực, khi mà trong thời gian dịch bệnh này chẳng hạn, rất nhiều người đã sử dụng mạng xã hội để lan truyền những để lan tỏa những thông điệp tích cực, thì đấy cũng là một hiện tượng tích cực, thì chúng ta sẽ nêu, thay vì nêu hậu quả thì các em sẽ nêu ý nghĩa nhá, được không? Nêu ý nghĩa của cái hiện tượng đấy. Và cuối cùng thì các em sẽ nêu giải pháp. Còn nếu như mà đây là hiện tượng tích cực thì các em sẽ nêu ra cái cách để chúng ta nhân rộng hơn, được không? Để lan tỏa thêm. Được không? Giải pháp hoặc là biện pháp để lan tỏa thêm những cái điều tích cực đấy. Còn nếu mà hiện tượng tiêu cực thì các em phải nêu ra được những giải pháp là từ từng người một thì phải như thế nào. Hay là giải pháp đối với các cộng đồng, đối với các tổ chức, được không? Nhá. Thì trong bài viết nghị luận xã hội này, tất nhiên chúng ta không thể thiếu xuyên suốt phần này, đó chính là dẫn chứng. Được không? Phần dẫn chứng nhá, thì các em cố gắng cho chị là các em nêu ra những dẫn chứng về người thật, việc thật. Tất nhiên là các em sẽ có những dẫn chứng, ví dụ như những cái nhận định, hay là những câu châm ngôn, hay là những nhân vật trong các tác phẩm văn học, vân vân, được không? Nhưng mà quan trọng nhất giúp chị là bài văn của chúng ta không thể thiếu những dẫn chứng người thật, việc thật được. Đấy mới là những dẫn chứng đem đến sự xác thực cho bài viết của mình. Cho nên là xuyên suốt những phần này, trong phần biểu hiện là phần các em sẽ nêu dẫn chứng nhiều nhất. Bên cạnh đấy các em cũng có thể nêu những dẫn chứng trong phần nguyên nhân, hậu quả, ý nghĩa hay là giải pháp lan tỏa. Tất cả những phần này các em đều có thể nêu dẫn chứng hết. Và chị mong muốn là trong bài viết của chúng mình, để tạo được điểm nhấn thì các em có thể chọn cho mình một trong những khía cạnh này để phân tích kỹ hơn.
Ví dụ nhá, em đang rất trăn trở về hiện tượng đấy thì các em có thể chọn phần giải pháp này là phần để các em nêu ra, để tạo điểm nhấn cho bài viết của mình, để nêu ra được cái quan điểm, nêu được cái hướng đi mà mình nghĩ đến, một sự mới mẻ có thể tạo được sự đột phá trong xã hội, kiểu như vậy ấy. Ví dụ như là bây giờ chúng ta không thể phủ nhận được ảnh hưởng của mạng xã hội, của cái sự phát triển của Internet đối với đời sống của chúng ta, đúng không? Vậy nên là để giảm thiểu những hậu quả, những cái yếu tố tiêu cực từ mạng xã hội thì hãy vận dụng nó vào trong đời sống của chúng ta và coi đấy như là một giải pháp để chúng ta có thể sống tốt trong hoàn cảnh dịch bệnh chẳng hạn. À, sử dụng mạng xã hội là một kênh thông tin để có thể truyền đạt đến nhiều người, lan tỏa đến nhiều người những thông tin chính thống này, để sử dụng nó như là một kênh để chúng ta học tập này. Đấy, giống như các em đang sử dụng bây giờ đấy. Hiểu ý chị không? Cho nên là thay vì việc là chúng ta chỉ nắm được một cái bố cục văn bản rất là bình thường, một cái bố cục viết bài rất là bình thường như thế này, thì ngay từ bây giờ nhá, hãy tự nhắc nhở mình là tạo được điểm nhấn cho bài viết của các em, từ yếu tố nêu ra những lý lẽ cho đến việc các em nêu dẫn chứng đi, sưu tầm cho mình những cái dẫn chứng hay, những cái dẫn chứng cập nhật, thay vì là những tấm gương mà ai ai cũng đã nhắc đến rồi, nhắc đến ý chí nghị lực là ai cũng nói đến Nick Vujicic rồi, đúng không? Thì các em hoàn toàn có những tấm gương khác mà hàng ngày, hàng giờ chúng ta vẫn đang đọc được, chúng ta vẫn thấy được trong đời sống của chúng mình. Được không? Nhá, hiểu với chị không nào? Đó chính là về dạng bài nghị luận về hiện tượng đời sống, được không? Có bạn nào trước nay mà viết bài này mà được điểm rất là tốt và có được điểm nhấn cho bài viết của mình không? Đừng ngại ngần chia sẻ cùng với chị nhá. Hay là các em đã viết được những cái đoạn văn hay là những bài viết mà các em muốn được chị góp ý thì các em cũng có thể chụp ảnh và gửi về cho fanpage để chị có thể đọc và góp ý cho chúng mình. Được không? Đó. Hay là tiếp tục, bên cạnh nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống nhá, chúng ta có nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý. Được không? Trong phần này thì chúng ta cũng sẽ có phân tích về biểu hiện. Được không? Về biểu hiện thì trong phần này, thay vì là nêu những cái khía cạnh như thế này thì các em sẽ có là phần bàn luận này, phần chứng minh này, phần lật lại này, phần nêu ra bài học này, bài học nhận thức và hành động đấy. Được không? Thì trong phần bàn luận này chúng ta có thể nêu về biểu hiện. Nếu về biểu hiện của vấn đề tư tưởng đạo lý này, tư tưởng đạo lý các em cứ hình dung nó khác với cả hiện tượng đời sống, là ở chỗ tư tưởng đạo lý là những vấn đề về trong cái suy nghĩ, trong tư tưởng của con người, và ở thời đại nào nhắc đến nó cũng đúng, được không? Còn hiện tượng đời sống nó sẽ mang tính cập nhật. Bây giờ chúng ta sẽ bàn luận nhiều về mạng xã hội đi, nhưng mà trước đây, những cái giai đoạn trước đây thì người ta không bàn luận về cái điều đấy nhiều. Hiểu ý chị không? Tư tưởng đạo lý thì nó sẽ không mang tính cập nhật mà nó mang tính bền vững. Là những vấn đề trong tư tưởng của con người, về đạo đức của con người, lúc nào chúng ta cũng có thể nhắc đến được. Và lúc nào nó cũng là một yếu tố cần thiết để chúng ta có thể bàn luận. Còn hiện tượng đời sống thì phải tùy thuộc vào nó có là một hiện tượng đang gây nhức nhối hay không. Còn nếu mà hiện tượng rất là nhỏ nhoi, rất là bình thường thì chúng ta tất nhiên là chúng ta sẽ không quan tâm nhiều đến, đúng không? Nhá. Rồi, thì trong phần bàn luận thì các em có thể nêu biểu hiện rằng là những người mà có đức tính đấy thì sẽ như thế nào, những người không có đức tính đấy thì sẽ ra sao, được không? Rồi là ý nghĩa của đức tính đấy trong đời sống như thế nào, tại sao con người lại cần phải có rèn luyện cho mình những đức tính đấy, những cái tư tưởng đấy. Còn nếu như mà bàn luận về một câu nhận định thì các em phải giải thích được nhận định đấy, phải giải thích được ý nghĩa vấn đề mà nhận đấy muốn nhắc đến ở đây là gì, xong rồi bắt đầu bàn luận, chứng minh và lật lại. Phần chứng minh này là các em sử dụng những dẫn chứng, những câu chuyện, những người thật việc thật ở trong đời sống để chứng minh cho tất cả những lý lẽ mà chúng ta đã nêu. Rồi phần lật lại là các em có thể đặt cái vấn đề chúng ta đang bàn luận nhìn từ một góc độ ngược lại, hay là chúng ta phê phán những cái người mà đi ngược lại với những gì chúng ta đang ca ngợi bên trên. Rồi bài học thì tất nhiên rồi là chúng ta phải nêu lên được là bản thân em ấy, em nói rất là hay rồi nhưng em có làm được không? Bài học nhận thức và hành động em rút ra ở đây là gì? Em cần phải làm gì để thực hiện tốt những cái điều mà em vừa mới bàn luận lên trên? Nhá, được không nào? Và tất nhiên rồi, chị vẫn muốn lưu ý với các bạn là chúng ta không thể thiếu được dẫn chứng xuyên suốt phần này. Đó, dẫn chứng. Thì nếu bạn nào đọc nhiều tài liệu của các anh chị thi đại học
thì phần nghị luận xã hội này là được triển khai dưới dạng một đoạn văn 200 chữ. Nhưng mà bản thân các em đang ở dạng là chúng ta mới học phần này, cho nên các em hoàn toàn sẽ gặp những dạng bài là viết cả một bài văn, hay là từ những văn bản nhật dụng nêu ra một vấn đề đời sống, ví dụ như là bàn về phép học đấy, thì các em có thể là sẽ phải bàn luận về vai trò của việc học tập hay là những phương pháp học tập tích cực trong giai đoạn hiện nay chẳng hạn. Đấy hoàn toàn đều là những vấn đề xã hội mà các em phải bàn luận, mà các em phải làm được ấy, phải đưa ra được cái quan điểm cá nhân của mình. Nhá, được không nào? Được không? Các bạn hiểu phần này chưa? Có trường bạn nào thi về phần này chưa? Các bạn có bạn trường bạn nào thi về phần này chưa? Được không nào? Và còn một phần nho nhỏ cuối cùng nữa thôi, cùng với chị, đó là về phần nghị luận văn học nhá. Về phần nghị luận văn học thì sẽ phần này thì các em sẽ gần như là chưa học nhiều đâu, gần như là các em chưa học nhiều đâu. Phần khảo sát đầu năm này sẽ chú trọng đến những cái dạng bài mà chị vừa mới chia sẻ với các em. Còn về nghị luận văn học là kiểu như là phân tích một đoạn thơ ấy, hay là nghị luận về một ý kiến, bàn về đoạn trích này, về nhân vật này hay về đoạn thơ này thì các em sẽ chưa học nhiều. Nhưng mà nó vẫn sẽ đi theo một cái bố cục là chúng ta phải giới thiệu được tác giả tác phẩm và phân tích những cái khía cạnh của đối tượng đấy. Được không nào? Được không? Nhá. À, bạn Vũ Hiếu còn chưa hiểu phần nào nhỉ? Vũ Hiếu ơi, còn chưa hiểu phần nào nhỉ? Thì chị sẽ giải đáp luôn. Các bạn khác cũng vậy, các em còn chưa hiểu phần nào nhỉ? Trong lúc mà đợi các bạn phản hồi nhá, thì chị có gợi ý cho các em trong quá trình chúng ta ôn tập về các tác phẩm ấy, thì hoàn toàn các em có thể ghi chép lại, liệt kê lại những yếu tố về tác giả, tác phẩm, về nội dung và về nghệ thuật của cái văn bản đấy để chúng ta nắm được. Ví dụ em có thể trình bày dưới dạng những cái sơ đồ một cách sinh động như thế này cũng được. Được không? Một cái gợi ý, nhưng mà đây là những tác phẩm lớp 10, à lớp 9 rồi. Còn những tác phẩm lớp 8 thì các em có thể ghi chép lại. Nói chung là các em phải tự tay ghi chép lại cơ, tự tay học lại cơ thì các em mới nhớ được. Đó, vậy thì các bạn khác thì sao? Các em đã hiểu được bài học ngày hôm nay chưa? Ok cùng với chị chưa nào? Được không? À, các em hoàn toàn có thể làm được những bản tóm tắt như thế này để chúng ta tự ôn tập cho phần thi khảo sát đầu năm và cho cả những kỳ thi tới đây nữa. Hãy tự tay ghi chép một cách khoa học thì các em sẽ học tập tốt được thôi. Chị thấy ghi chép khoa học là một phương pháp học rất là tốt, và chúng ta để kích thích được cái quá trình tự học của chúng mình ấy. Được không nào? Rồi, vậy là bây giờ sẽ cùng soát lại với chị nhá. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta đã đi ôn lại những kiến thức về tiếng Việt và những kiến thức về tập làm văn, về phương pháp làm các cái dạng đề, những cái cấu trúc bài cơ bản để các em có thể áp dụng trong quá trình chúng ta đi thi. Tất cả các dạng đề đã cùng với chị, các em đã ôn tập lại rồi. Cho nên chị mong rằng là dù có thi khảo sát đầu năm hay không, dù là thi vào dạng bài nào, thì các em cũng sẽ làm được tốt và có thể thông báo lại cái kết quả, cái thành quả nho nhỏ đầu tiên trong năm học của chúng mình với chị nhá. Sau khi các em thi xong, hoặc là trong những bài kiểm tra nho nhỏ thôi, để chị có thể đồng hành với các bạn, được không? Nắm bắt được những cái khó khăn để đưa ra những cái buổi ôn tập như thế này nhiều hơn nữa. À, những bài mà ghi chép như thế này á thì chị đang cố gắng hoàn thành, xong khi nào hoàn thành thì chị sẽ chia sẻ ở trên fanpage nhá, được không? Nhưng mà các bạn phải theo dõi và phải 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 tích cực tương tác thì chị mới có động lực làm được. Được không? Rồi, các em ơi, đã ok trong buổi học ngày hôm nay chưa? Được không nào? Có lời nào muốn nhắn nhủ với chị trong buổi học ngày hôm nay không? Chị đã cố gắng tiết kiệm thời gian nhưng mà cũng không ngờ là buổi học lại kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Trong cái group học tập thì chị cũng hay kèm cho các bạn hơn 1 tiếng như thế này ấy, về các kiến thức nền của các văn bản lớp 9. Ở đây chị gặp rất nhiều người quen nhá. Chị gặp rất nhiều các bạn quen này.
Ở đây có cả các anh chị 2K2 vừa thi xong. Tiếp tục vào ủng hộ team chị Hiên nhá. Được không? Rồi, chị thấy các bạn thả tim rất là nhiều này, nhưng mà chả nhắn nhủ gì với chị thế nhở? Nào các em ơi, thấy cái buổi học ôn tập như thế này ra sao và các em có muốn tiếp tục có những buổi ôn tập như thế này nữa không? Có thể là cho kỳ thi học kỳ này, có thể là cho những cái bài viết số của các em trong năm học nữa. Thì các em phải nêu ra nguyện vọng thì chị mới biết được chứ. Rồi, về tài liệu cho buổi học ngày hôm nay sẽ có tài liệu ôn tập về các biện pháp tu từ này, về các phương pháp làm các bài dạng bài văn, các cái dạng bài văn từ tự sự cho đến thuyết minh đấy, cho đến biểu cảm nữa. Thì các em hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này và inbox về trong fanpage để có thể nhận tài liệu nhé. Và chúc các em có một khởi đầu thật là tốt cho năm học lớp 9 của mình. Với các bạn nào thi khảo sát đầu năm thì sẽ đạt được cái số điểm như mong muốn này. Với những bạn nào mà không thi khảo sát đầu năm thì đây coi như là một buổi để chúng ta tổng ôn, chuẩn bị cả về kiến thức, kỹ năng rồi cả tinh thần nữa để chúng ta bước vào năm học mới nhá. Rồi ok. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn các em đã theo dõi buổi ngày hôm nay này, cảm ơn các em đã tương tác cùng với chị. Rồi ok, phản hồi rất là tích cực đúng không? Chị sẽ coi đây như là một cái động lực để có thể tổ chức thêm nhiều những buổi phát trực tiếp này nữa để đồng hành cùng với các bạn trong quá trình các em học tập môn văn lớp 9 nhá. Và cả nói chung, à lớp 9 nói riêng và cả văn trung học cơ sở nói chung. Rồi ok, rất là cảm ơn các bạn. Có phần nào chưa hiểu thì các em vẫn có thể để lại phần bình luận ở đây hoặc là nhắn tin vào trong fanpage để chị có thể giải đáp nhá. Còn bây giờ thì cũng đã khá là muộn rồi, thì chị chúc các bạn có được một buổi tối vui vẻ này. Và ngày mai chúng ta đi học, tiếp tục sẽ có những cái buổi học thật là vui, thật là tốt ở trên trường cùng với bạn bè, cùng với thầy cô của mình. Và đừng quên tiếp tục theo dõi đồng hành với fanpage học văn chị Hiên trung học cơ sở để nhận thêm nhiều những tài liệu hay, bổ ích và có những buổi phát trực tiếp ôn tập cùng với chúng mình như thế này nhá. Rồi, cảm ơn tất cả các em và hẹn gặp lại các em trong những buổi học lần sau. Bye bye!